Thì cái này mình lấy bột hơi ít nè, anh chị thấy không? Thì mình đắp lên gần sát critical thôi, thì mình đắp hai cục nha anh chị nha. Đây cái màu trắng rất rất là đẹp nha. Đây cái màu trắng mình tự pha rất là đẹp, nó rất là dẻo nha. Đó, từ từ thôi anh chị thấy ha. Mình tém hai bên hông vô nè. Đó, thì anh chị sẽ nhìn nè nha. Khi mà em tém hai bên hông á, nó sẽ có một cái hở ở ngay chỗ cái góc này, nó có một cái lỗ nè. Nhớ nha, đừng để thiếu cái lỗ đó, thiếu cái lỗ đó là xong luôn đó. Cái đó nó rất là quan trọng luôn đó nha. Cái lỗ đó nó rất là quan trọng đó. Tại vì cái lỗ đó nó có thể là khiến cái móng mình nó không có được đều và nó rất rất là dễ gãy nha. Đó, mình vuốt xuống, mình tém xuống. Khi mà anh chị tém xuống anh chị nhìn nè, thấy không? Em có cái độ u độ là xuống nè. Đó. Vuốt xuống nè. Thì cái bột này á giúp mình có thời gian oh my god. Giúp mình có thời gian để mình control cái bột này theo ý mình muốn nha anh chị nha. Thì cái bột đó là bột loại tốt đó. Đó, còn ví dụ như mới đặt lên mà nó chảy tèm lem hết trơn rồi cái bắt đầu cái khô nhanh là chết luôn. Cái này thì nó có thời gian để cho mình control, thì nó đỡ cho mình rất là nhiều về cái phần giũa nha. Đó. Sao nó lại tối tối ta? I don't know, my phone is so này. Ok, xong thì mình sẽ đặt lên nhẹ thôi nha anh chị nha, nhẹ nhàng thôi. Tém xuống, mình sẽ dùng cái mũi cọ mình đẩy vô cuticle nè, mình đẩy cho nó nằm cái dưới cái da nè, thấy không? Mình đưa ra hai bên hông cho nó đều nè. Đó, đưa từ từ thôi, mình đắp nhẹ nhàng từ từ thôi, mình vuốt xuống. Đây, bên hông đây mình đưa vô mình xúc vuốt xuống. Đó. Lem thì mình vuốt nha, lem thì mình tém nó vô. Đây, xong nha anh chị nha. Mình tém nó sát vô. Đó, là một ngón. Đây là cái ngón mình làm marble nha. Ủa sáng rõ mà kỳ vậy. Xong tiếp tục. Thì cái ngón này mình cố gắng sao mà mình lấy một cục thôi nha anh chị nha. Like it? Why? Yeah. Đây, cái này mình cố gắng mình lấy một cục nha. Mình đừng đặt sát quá nha anh chị nha. Khi mà lấy nhiều thì đừng đặt sát quá. Mình sẽ tém hai bên hông vô. Mình đưa cái cuticle lên sát nè. Đó, từ từ thôi. Mình tém hai bên hông vô nè. Anh chị thấy ha. Cọ 12 em vẫn đắp một cục bình thường nha. Móng dài. Đó, mình sẽ vuốt hai bên hông vô. Tém xuống. Xong giờ mình lại sẽ lấy nước mình đập cái cuticle cho nó mỏng nè nha anh chị nha. Mình đập cái cuticle cho nó mỏng thiệt mỏng nè. Mình tém xuống. Thì mình dùng cái thân á, bắt đầu cái phần này nè. Mình muốn tạo cái độ u á, mình sẽ dùng cái thân mình đè nó xuống, đè cái bột cho nó xuống nha. Đây, mình đè cái bột cho nó xuống nè. Thì nó sẽ tạo cái độ u tự nhiên nha anh chị nha. Chứ nếu mà anh chị giũa thì nó rất là khó nha. Đó, mình tự từ từ thôi, mình cắt bột đi. Thì nó sẽ ra cái shape này ha. Đó. Sorry anh chị, nhiều lúc là ở trên cái live stream đó, em đang đắp bột đó, em không có nhìn được nha. Nếu mà tin nhắn nó có trôi đi á, thì em sẽ trả lời cho anh chị sau nha. Còn anh chị cần order hàng thì cứ inbox cho em trực tiếp nha. Cảm ơn anh chị nha. Nhớ ủng hộ em like và share giùm em nha. Ok, xong nha. Đây. Rất là nhẹ nha, nhẹ nhàng lắm. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đây. Xong thì bắt đầu mình sẽ dùng cái màu ring. Cái này á mình sẽ dùng cái màu của Nail Polish, tuy là mình không làm nữa nhưng mà cái màu nào tốt thì mình giới thiệu thôi. Mình không có quan trọng cái điều đó lắm.
Thì cái màu này là M69 nha. Cái hiệu nào tốt thì mình dùng thôi, mình không có phải gắt gì hết. Ok nha. Mỹ Chi không có xóa nha. Em cũng không xem mà mở mắt không lên. Trời ơi thiệt luôn á. Rồi, để like và share rồi để coi lại nha. Đây mình sẽ lấy cái màu này. Mình sẽ đưa gần sát cuticle, mình đưa xuống nhẹ nhàng thôi nha. Đó, mình đưa nhẹ nhàng thôi. Thì anh chị sẽ thấy cái bột của em đi nè, cái cọ của em đi và cái bột của em đi nè, rất là nhẹ nhàng nha. Đó, thấy chưa? Xong cái mình sẽ vuốt nhẹ cái phần cuticle xuống hai bên hông, vuốt nhẹ xuống nè. Đó, đưa cái phần cọ xuống đây. Anh chị thấy nhẹ nhàng ha. Đó, việc thật, làm thật việc thật nha. Đây, thank you Mỹ Chi. Trời ơi khen đẹp là thiệt, như như lượm được cục vàng vậy đó. Ở bên anh giờ này giờ Việt Nam 1 giờ khuya rồi. Trời vậy ha, khuya dữ ta. Ok, mình sẽ lấy cái ly quỳt, mình dùng cái ly quỳt một chút xíu ly quỳt nha. Đây, tí nữa mình sẽ đắp màu đen cho anh chị xem nha. Đây, mình sẽ lấy bột nè, mình sẽ đặt lên nhẹ thôi. Mình rung cái cọ cho nó ra cái bột đó, cho nó nằm ở trên cái cuticle. Đây, mình tém lên. Anh chị nhớ để ý cái cọ của em tém và cái phần mũi cọ của em đắp nha. Mình sẽ vuốt nhẹ nó xuống nè. Vuốt nó xuống nè. Từ từ nè, đưa cái phần, ví dụ như anh chị cảm thấy mà cái bột nó đang cứng rồi đó, mình sẽ lấy cái phần thân đó mình đè nó xuống mình vuốt nha. Đây thì anh chị sẽ thấy nè, em vuốt cái phần thân nè. Thì cái bột của nó đó, mình lúc mà mình đắp á mình feel được nha. Mình feel được. Đó. Đây anh chị sẽ thấy nha. Này, thì khen em đẹp còn hơn 10 tô bún mắm nữa thiệt á. Hết hồn luôn á. Ok, tiếp nha. Ring too, right, honey? This same color too, right? The thumb, yeah. Yeah. Cái này á, những cái móng như ngón cái này mà dài như thế này á, em khuyên anh chị nha, nên đắp hai cục bột. Tại khi mà anh chị lấy quá nhiều bột trên một cái cây cọ nhỏ như thế này đó, thì làm cho cái bột nó rất rất là nhanh khô nha anh chị nha. Đó, mình vuốt xuống nè. Đây mình vuốt xuống, mình tém xuống nè. Anh chị thấy em vuốt không? Em để cây cọ nè. Đó, nhìn cái cây cọ của em đi nha anh chị nha. Khi mà cái lúc mà em đắp bột đó, anh chị để ý cây cọ của em đi, thì nó có nhiều phần cái lý do mà em đi bên này bên kia giống như khác nhau lắm. Tại vì lúc mà mình lấy nước đó, có thể là cái lúc đó cái cọ của mình, ví dụ như mình lấy không có chuẩn nước đó, nó có thể bị chảy hơn và hoặc khô hơn. Thì nhớ cái cách em xử lý, nhớ nhìn cái cách em xử lý nha. Đây mình sẽ lấy cục thứ hai nè, mình đặt lên. Mình tém phần mép cọ nè, mình lấy cái phần mép cọ mình đẩy lên. Đó, cho nó đều nè, xong mình đập đập hai bên hông. Mình vuốt nhẹ xuống. Đó, thế là xong. Lấy nước mình vuốt cho nó mịn lại nha. Đó, xong. Dạ được chứ, được chứ chị Linh. Được chứ, trời thiệt, khen em đẹp là thiệt. Gì cũng được hết á. Mê lắm. Tại xấu quá mà thiệt, giờ cái ai khen đẹp mà mừng lắm. Đó. Thì cái này thì mình sẽ lấy cái bột nhiều đó, mình lấy bột hơi nhiều nè. Cái ngón này mình lấy bột hơi nhiều thì mình sẽ để ngang để cho biết chi em anh chị. Nó không bị chảy nha. You like color? Uh-huh. I like color. Mình lấy nó không giống như kiểu mà mình lấy nước hơi nhiều rồi mình lấy bột nhiều đó,
Thì nếu mà anh chị đắp mà để thẳng cái cọ lên cái phần cuticle á, thì nó sẽ bị chảy hai bên hông. Thì đó là cái lý do mà em sẽ đắp ngang nó lại nha, nó không có bị chảy nữa. Đây. Đây anh chị sẽ thấy ha. Sao nó tối thui vậy ta? Nó tối thui vậy. Dạ, tip của em bán nha. Màu đẹp quá. Màu gì vậy anh? Màu của nó polish nha. Cái màu này là em 69. Màu của nó polish nha. Đây. Mình đặt lên nè. Đây là cái này là mình lấy hơi nhiều nè. Mình đặt nó sẽ chảy nè. Nó chảy hai bên hông nè. Nên là mình phải lẹ tay một chút xíu nè. Thấy không? Cái đó là đáng lẽ là mình sẽ để ngang. Thì nó sẽ đỡ cực cho mình hơn nha. You okay? I burned. Well, let me see. Hold on. It's okay. Cái màu này sao nay nó bị nóng nè anh chị ơi. Màu M69 nè. Khách em nó đang bị nóng nè. Let me see. My finger. Okay. This one. Mm-hmm. Okay. Về Việt Nam ăn Tết hả? Bên đó mấy giờ rồi anh? Ok, chắc phải về Việt Nam ăn Tết quá. Ai cho mở cửa không trời? Ok, tiếp tục nha. Mình sẽ lấy tay. Cái này thì mình sẽ đắp hai cục bột. Mình sẽ đặt xuống. Tém nha, nhớ tém hai bên hông lại. Đừng để thiếu nha. Đó. Anh con trai mà đắp đẹp khéo tay thế, công nhận một dáng lâu khô hơn ở Việt Nam này. Đúng rồi, nói chung á, ở Việt Nam mình dùng cái liquid thì nó cũng... Đợt trước á, thì em có về Việt Nam nhưng mà em dùng liquid tốt á, thì nó cũng lâu khô lắm anh chị ơi. Nó cũng không phải là nhanh khô đâu. Tại vì cái đó là cái liquid thường của mình đó. Tại cái này tụi em dùng liquid xịn không à, liquid tốt không à, nên là nó... But this one? I'll be okay, it's fine. Hmm. Really? It's a part of this one. Crazy. Đợt trước em có về Việt Nam thì nó cũng lâu khô lắm, nó cũng không có nhanh. Em có thử rồi. Xong nha. Ok. Thôi nghỉ luôn, cách ly thôi em nghỉ luôn, khỏi luôn. Ở bên đây làm kiếm tiền đi, năm sau về. Ok, tiếp tục em sẽ đắp màu đen nha. Rồi, em sẽ đắp màu đen. Đây, khi mà anh chị nào mà không biết đắp màu đen đó, cái này cái hũ bột mình nó dính bột ở dưới đó, nên là nó bị ấy. Anh chị nào mà không biết đắp màu đen đó, nó lem, nó chảy tùm lum hết á. Nhưng mà mình cái này mình đắp từ từ thôi, mình sẽ đợi cái màu đen nó khô dần dần đi. Thì cái màu đen nó sẽ không có bị bám vô cây cọ nhiều nha anh chị nha. Đây, anh chị nè, anh chị xem em nè. Mình từ từ thôi, mình rỉ rả thôi. Đó, cái mình vuốt màu đen xuống. Tém hai bên hông mình vuốt màu đen xuống. Cho nó đều cái shape nè. Bột dư thì mình cắt đi. Đó. Đừng có để màu đen nó lem quá nha anh chị nha. Thì mình sẽ vuốt cái phần ở dưới cái mặt móng này nó nhỏ, nó mỏng lại thì nó sẽ có cái độ cong nha. Đây. Đây là em đắp màu đen nha. Đó. Xong cái mình mới vuốt lại dần dần từ từ. Nói chung là em không ngán màu nào hết. Dạ, cọ của thương hiệu em luôn nha. Cọ của bên em luôn, cọ thương hiệu em luôn. Cọ JN nha. Đây. Chị thấy đắp màu đen sướng không? Có gì đâu, khó nè. Bỏ lên, mình đặt đè cái màu đen xuống. Mình kéo nước lại ở vô cây cọ nha anh chị nha.
mình đè nó, mình kéo nước lại vô cái cọ để cho nó không có bị lem cọ, lem nước nhiều quá. Đó, mình từ từ thôi. Xong mình mới đè cái phần cuticle xuống nè, cho nó đều nè. Mình vuốt xuống nè. Đây mình tém xuống, mình vuốt xuống. Nào dư thì mình cắt bỏ đi. Có nhiều cái dư đừng có nên cắt nha anh chị nha. Nhất là đàn ông đó, có nhiều cái dư đừng có nên cắt nha, chết luôn thiệt. Cho hỏi nước ly bịch gì vậy? Dạ xin đi nha. Xin đi nha. Cỏ 12 với 14 là bên em là 42 đô. Còn 16 với 18 thì 45. Đây. Đó, xong nha. Thấy chưa? Không lem không luốc gì hết. Chị Trinh, chị cười gì dữ chị Trinh? Em có nói gì đâu mà chị cười dữ vậy. Ok, xong. You hết. Ok, let's go. Xong rồi nha anh chị nha. Thì mình sẽ dũa thôi. Đây cái dũa này nó dính màu lum hết rồi. Cái dũa này em đang chuẩn bị có nha anh chị nha. Cái này thì rất là êm, rất là good. Yeah. This one try better. No, this one. Ok. Ok. Đó, anh chị thấy rõ rồi nha. Mình sẽ dũa. Cái này nó êm lắm mà nó đi bột rất là êm nha anh chị nha. Cái này á nó nằm ở trong đây là nó nằm cái miếng miếng nhựa mút nè, nó êm lắm nên là mình không có bị đau tay khắp. Đếp cũng được mà đắp cũng được nha. Anh đắp mượt quá. Thank you chị Lộc Phan nha. Em rất là nhỏ tuổi, anh chị cứ kêu em bằng em đi à. Năm nay em tròn 18. Chết mẹ. Đùa anh chị thôi. Đó, mình sẽ dũa vô. Đây ha. Thì mình đã xong cái shape rồi nè. Thấy không? Nó có độ u, nó có độ natural nhưng mà nó dày à nha anh chị nha. Nhưng mà nhìn thì nó hơi nó giống như kiểu mà nó dày đó nhưng mà nó không có phải là quá dày. Nó có độ bền nha. Tí nữa mình sẽ dũa cái phần ở dưới móng cho nó mỏng lại thì anh chị sẽ thấy nó mỏng thôi. Tại mấy con này á nó dễ gãy lắm. Anh chị đắp mỏng 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 một cái là thiệt. Đêm tới sáng là thiệt gãy ngay. Trời, ai hỏi em có vợ chưa vậy? Em chưa 18 mà ai hỏi em có vợ chưa vậy? Trời, thiệt luôn, chết luôn, thiệt đó chứ. Đó, mình sẽ dũa, mình sẽ làm cái shape cho nó chuẩn chuẩn một xíu nha. Xong. No. New one. Cái này thì lẹ lắm anh chị ơi. Cái này thì mình đắp gọn rồi mình dũa lẹ lắm. Đó, mình không có cần phải gấp nha. Vừa hai em vừa 16. Ô vô luôn, vô luôn. Không 16 không được đâu. 16 lớn lớn chút nữa sao em đắp bột trên móng thật mà nó bị vỡ là sao? Là do bột nha. Ừ. Là do bột nha. Anh làm đẹp vậy chắc. Trời ơi, làm đẹp đâu có nghĩa là gái chết đâu. Thiệt. Nhiều lúc làm đẹp mà nó vô duyên quá, không ai thèm nó chứ. Rồi, nói chứ nhớ, phải share, phải like giùm em nha. Này, thì nhiều nhiều người á, thì sẽ có cái cách này, nó sẽ đẹp hơn nha anh chị nha. Có cái cách này nó sẽ đẹp hơn, nó đều móng hơn, nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái cách đó nó hơi cực, nó cực lắm. Chỉ có ví dụ như những có móng mà làm model để chụp hình đồ á thì mình nên làm. Ví dụ như mình giũa cái phần này nè, cái phần mặt móng này nè thì nó sẽ đều hơn là nó mình giũa cái máy nha, mình giũa cây máy nha. Thì cái này nó sẽ thẳng hơn, nó sẽ đều đẹp hơn. Nhưng mà em thì thôi, cực lắm, không chơi đâu.
Nói chung là làm cho khách mà, đâu phải bởi vì em không có chụp hình là vậy đó. Anh có ship đồ nail về Việt Nam không? Cho anh có tầm, ảnh hưởng. Thank you chị Trinh. Em mong em có tầm ảnh hưởng đó chứ mà chưa có thấy gì luôn thiệt. Mong mọi người share, chia sẻ rồi like giúp em mà thấy thiệt. Chưa có tầm ảnh hưởng gì luôn. Chưa thấy được gì luôn. Nhìn anh đắp mà thích quá. Bắn cho bể tim luôn. Bắn đi em. Bắn đi em. Tim cứng lắm à. Bắn đi, không có bể được đâu. Bắn bao nhiêu bắn. Đó. Mình đắp vậy á, thì mình dũa nó rất là khỏe nè anh chị ha. Mình đắp nó rất, mình dũa nó rất là khỏe. Nói chung là mình quan trọng là cái đắp của mình nó có đỡ cực hay không là cái đó đó. Quan trọng cái đó đó. Mình nhiều đắp mà sơ, mà lem rồi dày móng, dày hai bên mé, hai bên khóe đó. Mình dũa cực lắm. Cái đó cực lắm. Cái đó dùng tay, dùng sức nhiều lắm. Mà phụ nữ mà mình phải gọn gàng được chứ. Chứ dùng tay nhiều quá đâu có được. Dùng tay nhiều thì chỉ để đàn ông dùng tay thôi. Phụ nữ là đừng có dùng sức nhiều nha. Để đàn ông chứ phụ nữ là đừng có để dùng sức nhiều. Thank you Lê Hoàng nha. Thôi nghỉ luôn, ừ. Chữ B với chữ kia thôi nghỉ. Không nha. Em chỉ mê gái thôi. Oh, sorry. Anh thiệt hỏi một câu em hết hồn luôn thiệt. Bậy nữa lập ha, bậy nữa thiệt. Bậy nữa. Mấy anh này thiệt. Nó bậy quá. Dạ, thank you chị Trinh. Thì cái quan trọng là mình đắp bột chuẩn thì mình sẽ đỡ cực hơn. Nói chung là đỡ dũa hơn nha. Sao mê anh là Hương Hoa? Mê anh dữ gì? Trời ơi, thiệt. Xong nha. Đó, thì khỏe rồi nè. Không, ra hết cái xếp rồi thì mình sẽ dũa cái phần ở dưới nè. Này quốc cái áo len lạnh quá. Đây thì ra hòn đảo. Báo báo hả? Ok rồi thì mình sẽ dùng cái đầu cuticle bits này nè, thì mình sẽ chạy cái cuticle thì cho nó đẹp hơn nha. Thank you Tuyền Tuyền nha. Gọn vậy đẹp quá anh. Anh chị em dũa giống anh em giới thiệu chị gái cho anh. Trời ơi, cái đó được luôn á. Hải Phạm Ngọc. Được nha, inbox liền đi. Thiệt, nghe cái câu đó là thấy êm êm rồi đó nha. Nghe cái đó là thấy êm rồi đó. Đó, mình sẽ dũa cái phần cái này thì cho nó nằm hơn nha anh chị nha. Nó nằm sát cái cuticle hơn là nó sẽ đẹp hơn nha. Nó sâu hơn á anh chị. Thì mình nhìn sẽ thấy nó mịn màng hơn, nhìn nó bén hơn. Mình lên cái nào mà bột mà nó dính da đó thì mình lên hết luôn nha. Thiệt kiểu này chết luôn á, thiệt á. Hải ơi, inbox cho anh riêng nha. Làm nail đẹp mê chứ. Làm nail đẹp mê hả? Trời ơi, làm nail đẹp đâu có gì đâu mà mê. Nhiều lúc làm nail đẹp chứ mà nói chuyện vô duyên á, chết luôn thiệt. Nhớ nha, dũa cái này xong cái mình lấy cái file quanh thần thánh của em nè. Dũa xong cái này cái mình lấy file quanh thần thánh cái mình dũa thêm một chút xíu nữa là nó sẽ đều đẹp thôi nha. Từ mà coi lại.
Từ từ chị ơi, cái gì cũng vậy. Em thì em cũng xưa giờ em cũng đắp cũng thấy ghê, chứ có ai tự đẹp đâu. Nhưng mà từ từ thôi. Cái bộ này see. You like I do. color, Are you gonna marble the white ones still? right? Yep. Not yet. Not yet. Thế thì mình sẽ dễ marble nha anh chị nha. Đây anh chị. Giờ thì mình sẽ chạy cái phần này nè. Cái này thì mình chạy dễ thôi ha. Đó. Mình để thẳng cái giữa phần ở dưới phần thiếp nè. Mình đi thẳng lên. Đó. Nó sẽ tạo một cái độ cong hoàn mỹ nha. Ừ. Hoàn mỹ với em thôi chứ còn với ai thì em không biết à. Anh ơi em cũng chưa có người yêu này. Được luôn, cứ inbox hết cho em đi. Inbox hết cho anh đi. Ai chưa có cứ inbox hết cho anh đi. Một lần anh tiếp hết luôn. Chết thiệt đó chứ. Cứ inbox hết đi. Nhà sếp bọn em muốn mê luôn anh. Oh, thank you. Cảm ơn nha. Thì mình không chụp hình được thì mình làm thực tế một chút xíu nha anh chị nha. Thì có những nói chung là chụp hình cũng là một nghệ thuật đó anh chị, rất 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 là cái đó rất là khó nha. Mình tập hoài không được. Nói chung là làm bộ nail ra thì ok, nhìn thấy tạm ổn đó, nhưng mà chụp hình lên là nhìn thấy đập luôn. Nên là mình like thôi. Dạ, em ở Mỹ nha. Em ở Mỹ nha anh chị nha. Đây. Trời mê quá, mê quá thiệt á. Cái này mà sơn cái matte top coat lên là rất là đẹp nha anh chị nha. Xí nữa em sẽ sơn cái matte top lên. You like matte top coat, right? Yep, it's sweet color. Cái màu này nó rất là nhẹ nha. Nhìn nó rất là nhẹ nhưng mà nhìn nó sang lắm. Nhìn nó sang chảnh lắm. Tại vì cái màu đen á, thì nó rất là đậm nha. Nhưng mà cái màu 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 này á, thì nếu mà nguyên một bộ á, thì nó xanh lè. Nhưng mà nó có cái màu trắng này nè. Nó làm cho điều hòa cái bộ móng đó. Nhìn nó rất là đẹp nha anh chị nha. You hot? No, I'm fine. I'm just tired. Tired. I've been up since 1 a.m. Oh, this is last night I sleep at 3 a.m. My hours are 1 a.m. to 11 a.m. now. Yeah, that's I'm ready too bed. Much. Yeah, anh bán đồ nail không à? Dạ có nha. Ai cũng muốn hốt anh, rồi em có nên bắt cóc anh không nè? Vô luôn, hốt hết. Nói chung là làm hết luôn. Cái bào vậy vào da có bị chảy máu không? Đây, đây, anh chị sẽ nhìn nè ha. Mình giũa lên cái bao tay nè, nó không có bị cắt nha. Đó. Đó, thấy không? Đó. Rất là êm nha. Không mà hỏi ví dụ như lỡ mà anh bán thì có ai mua anh không ta? Có ai mua em không? Lỡ mà em có bán, có ai mua không ta? Thiệt mua về tốn ăn, tốn đồ ăn, tốn thóc, tốn cám chứ làm cái gì trời. Ok. Làm thêm gì nữa để như thế này thôi. Là cũng quá đẹp rồi. Từ từ, còn cái marble rất là đẹp nha. Còn cái marble nha. Ok. Có luôn nha, ngân nha, có hết nha. Anh có sợ không ạ? Anh không có ở Việt Nam em ơi, không có shop ở Việt Nam nha. Anh có bán đầu giũa không? Có luôn, anh bán thân còn bán nữa, đừng nói chỉ bán cái gì. Cái gì anh cũng bán hết á. Thân còn bán, hello Cường. Nãy vậy đâu mà giờ xong mới vô vậy. Ok. Free ship luôn.
anh chỉ bán ở US thôi, tại vì nếu mà đồ neo mà về Việt Nam á thì phải qua Tết để anh xem thử coi là cái đường hàng nó về như thế nào nha anh chị nha. Không ở Việt Nam thì học sao được à? Thôi thì học online đi em. Đã giữa một bay tùm lum rồi, ổng còn thả. Sao chị làm vậy? Nóng phải rồi, là đỉnh của chóp. Từ từ nha, để mình just I think hot right. You see? Would you buff the, you didn't buff the internet you, you other night. Buff more? No, like the little block, you didn't do these ones. There's like pieces stuck. Oh, just you like a little bit brown? No, that little block you do underneath to get all the stuff off. Uh-huh. You didn't do any of them, any of this hand. Okay. This one. Hold on. Đây, mình sẽ bóp lại cho nó một chút xíu nha. Xong. À, bên đó bây giờ mấy giờ? Con trai khéo tay gì đâu. Thì khéo lắm luôn á. Thì khéo nhiều thứ lắm chứ không phải khéo tay không đâu nha. Khéo nhiều thứ lắm. Ok, bắt đầu mình sẽ sơn cái mat của nó polish. Mình sẽ design nha. Đây là cái mat top nha. Anh ơi, đầu giũa. Có máy giũa được không? Giũa được gel không à? Được chứ. Được nha. Giũa được gel được hết á. Này. Mình sẽ sơn cái mat lên để mình dễ marble ha. Phong đẹp quá. Thank you chị. Cảm ơn chị nha. Ok. Put on the light. Thiệt để... Cái gì chứ vô trong mình mới biết khéo chỗ nào chứ. Chết thiệt. Nói giỡn với anh chị em thôi nha. Để like nó vui vui một chút xíu. Tại vì nhiều lúc làm không nói thì nó chán. Ok, thì bắt đầu mình sẽ làm marble màu đen. Thì mình sẽ lấy cái gel nè. Cái dĩa gel đó mình đánh đại lên. Có thể là em sẽ không có đọc được tin nhắn hết của anh chị nha, nhưng mà tí nữa em sẽ trả lời sau khi like này tắt nha anh chị nha. Đợi em chút xíu nha anh chị, cái này chưa đâu. Okay. Này không phải marble nha anh chị nha. Chưa đâu nha. Này marble chắc chết em luôn á thiệt. Cái này bằng treo nha. Cái này mình vẽ bằng treo chứ mình không vẽ bằng thường nha. Cái này thường đợi lâu khô lắm. Với lại bằng treo mới dễ được. Đó, mình sẽ đánh nó ra. Trời sao nó còn nó nhỏ dữ. Mình đánh từ từ nó ra. Mình lấy alcohol nha. Mình đánh từ từ nó ra nha. Này còn nhỏ quá ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Coi à. Thôi, con. Thôi làm loan nó tùm lum hết á. Em lấy đồ tùm lum hết, em ghét lắm. Trời, coi dính cái màu gì mà ác bạn vậy trời. Rồi, vô. Từ nha. Ok, bắt đầu đây. Ừ.
Nhiều lúc cái loa em không có thích lắm nha. Mình sẽ lên cho nó bớt bớt một chút xíu, tí nữa mình sẽ vẽ cái phần ấy vô. Xong thì mình hơi hơi thôi ha. Cái bắt đầu cái mình sẽ lấy cái cọ nhuyễn. Mình sẽ lấy cọ nhuyễn nha. Mình sẽ lấy cọ nhuyễn và mình sẽ vẽ cái đường line nó lên. Oh no. Mình sẽ lấy mình vẽ cái đường line nó mỏng mỏng thôi nha. Windy anh là outside. Rồi xong mình bỏ vô. Ok. Rồi xong. I hope đi theo luôn nha. I hope là đi theo luôn đó nha. So yeah. Anh chị có nghe tiếng gió không chị? This is so windy. It doesn't sound like wind. Yeah, too much. It sounds like a tornado. Oh, that's scary. I know. Don't go home yet, okay? Just waiting me. Why would I be able to see out the window? Nhẹ I might thôi not nha. Be able to go home if my car's destroyed. Oh yeah. À nãy muốn hốt em đâu em đi theo nè nha. Túng lúa, túng thóc, túng đồ ăn, đừng trách em à, ăn nhiều lắm à. Mình đập. Tùy nha, cái này thì tùy theo cái cặp mắt của anh chị nhìn nha. Mình đánh sao cũng được, cái này thì nó cũng cũng dễ, nó cũng không có khó nha. Nghe tiếng anh cười sao? Nghe tiếng anh cười sao đây? Ok, bắt đầu mình sẽ quất lên cái phần nối của marble á, mình sẽ vẽ cho nó đậm một chút xíu và mình sẽ đi tùm lum đó. Cái vẽ thì cái không chuyên của mình nha anh chị nha, nên là nhiều lúc có vấn đề gì đó thì anh chị cứ đừng có trách móc, đừng soi em nhiều quá nhé. Mình sẽ đưa xuống. Nó lên nha. Rồi xong. Đó, rồi, quất vô. Ok. Xem mà không ngủ được luôn, thật thiệt luôn. Anh xem em là khóc, run tay luôn. Làm không được luôn. Ok.
Nãy giờ có ai dính thính của em chưa vậy? Thả quá thì thả mà không thấy ai dính hết trơn vậy. Ok, enjoy man. You like it? I do. Good. Đó, giờ mình sơn cái nét top lên nè. Ở ngoài đường đó, cái gió nó thổi á, mà nghe nó lạnh xương sống luôn á anh chị. Thấy sợ thiệt chứ. Không lẽ có yêu quái về bắt mình tại. Thiệt á chứ. Cái gió mà nó thổi muốn chập nhà luôn vậy đó. Tay của anh John sư phụ mà mặt là học sinh. Tay của anh John là phụ huynh. Tay của em là phụ huynh. Trời ơi, chị không biết đó, chị Trinh không biết đó. Em là em dành cả giống như là thanh xuân để làm đẹp cho phụ nữ, nên là em đâu có thời gian mà để chăm sóc cái tay của em được nữa, chị hiểu không? Nên là cứ mặc kệ đi, phụ nữ đẹp là được nha. Trong thính có đọc gì đâu mà nói nặng lời vậy, trong thính có đọc gì đâu, ai mà thả đâu mà nặng lời vậy trời. Đó, anh thấy ha. Trời, nghe ông thả thính lên nổi thiên đình. Nghe ông thả thính lên nổi thiên đình gì đó em má. Hi, how are you? Good, come in. Is it as bad out there as it sounds? What? Is it as bad out there? Gì Nina, Nina nói gì Nina? Like it sounds the wind? Like, yeah. Oh yeah, it's pretty strong. Có khách vô rồi, vừa kịp luôn, may quá thì vừa kịp luôn đó. Tay em không sao nha. Chỉ có thời gian cho phụ nữ nhiều quá, bà khách đang rủ. Bà khách đang rủ ra. Gì nữa phá hoài trời thiệt. Nó gấp 3 lần tôi á bà. Nó gấp 3 lần em á, rủ rê được chứ. Ok, xong nha. Ok, put on the light. Ok, có bao nhiêu một cây vậy em? Có, dạ cỏ thì cỏ bên em á, thì cỏ 14 là 42 đồng, mà cỏ 16 với 18 là 45 đồng nha. Một mình anh làm à? Đúng rồi, cái này là cái studio nên là mình mở cái room á, mình làm khách hẹn thôi nha. Đó, xong nha. Chứ không phải em thích thế. Thiệt, chết thiệt cái này nè. Tự nhiên đem đi, đem đi nói mà lum hết trơn à. Ổng cái gì đây nói không hiểu luôn. One more time đây. Đây nha, mình sẽ link cho nó sạch sẽ một chút xíu nha. Đây, mình sẽ link cho nó sạch sẽ một chút nha. Mấy cái đầu dũa. Trời, đầu dũa thì khỏi bàn rồi. Kỳ quá, đi nè, kỳ quá. Đây nha, xong. Mình sẽ rút cái ra nè anh chị ha. Thì cái móng tay nó nhìn nó mỏng thôi nhưng mà nó dày lắm ạ. Ok. Đây anh chị nha. Xong. Ok. Xong nha anh chị nha. Đây, cái móng tay nó anh chị sẽ nhìn nè. Nhìn nó mỏng nhưng mà nó cũng dày lắm nha. Nó dày lắm á. Chứ không mỏng đâu. Không hề mỏng một xíu nào luôn nha. Ok. Cái này phải chơi được nửa năm là sao ta? Là sao ta? Chưa hiểu lắm nha. Này anh hơi khờ một chút xíu nên là
nó chưa có được hiểu chưa có được hiểu rộng lắm. Ok. You done. Xong nha anh chị nha. Xong. Rồi, ok anh chị nha.